Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết sẽ tăng cường 30 đoàn tàu và giảm 50% giá vé một số tuyến. Theo Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội, ngoài các mác tàu khách thống nhất, dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, công ty còn lập thêm 30 đoàn tàu để phục vụ hành khách. Các đoàn tàu lập thêm thuộc các tuyến Hà Nội đi Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Hải Phòng và Lào Cai. Đồng thời, công ty sẽ giảm 50% giá vé đối với hành khách mua vé từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 10 tháng 4 đi tàu trên các tuyến Hà Nội Đà Nẵng, Hà Nội Đồng Hới và Hà Nội Vinh vào thời gian từ 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2016. Với tàu khách thống nhất tuyến Hà Nội Sài Gòn, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên được giảm 30% giá vé, áp dụng cho cự ly từ 1.300 km trở lên.